Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Jamaica với Mỹ, 5 giờ ngày 17 tháng 11, vòng loại World Cup 2022 Bắc, Trung Mỹ, Canada. Nhận định Jamaica với Mỹ, 5 giờ ngày 17 tháng 11, vòng loại World Cup 2022 Bắc, Trung Mỹ, Canada. Số kèo Jamaica với Mỹ, dự đoán tỷ số Jamaica đấu với Mỹ. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Gốc Bóng Đá 24 giờ. Nhận định Jamaica với Mỹ. Vòng loại World Cup 2022 Bắc, Trung Mỹ, Canada đã đi được một nửa chặng đường, ba đội tuyển mạnh nhất là Mỹ, Mexico và Canada. Về lý thuyết, Jamaica vẫn còn nguyên cơ hội để cạnh tranh vé dự World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông năm sau tại Qatar. Chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ 7 trước Mexico giúp đội tuyển Mỹ vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 4 trận thắng, 2 trận hòa và thua 1. Sau 7 trận đấu, đội tuyển Mỹ ghi 11 bàn, thủng lưới 4 bàn. Trang sáng mai vào lúc 5 giờ ngày 17 tháng 11, theo giờ Việt Nam, đội tuyển Mỹ sẽ làm khách trước đội tuyển Jamaica trong trận đấu diễn ra trên sân vận động National Stadium Independence thuộc lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2022 Bắc, Trung Mỹ, Canada. Dù là khách nhưng đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn Jamaica. Jamaica đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi khu vực Bắc, Trung Mỹ, Canada chỉ có 3 suất đi thẳng đến vòng chung kết World Cup 2022 và một suất đá play-off với đại diện châu lục khác. Như vậy, muốn có vé dự vòng chung kết World Cup 2022, Jamaica phải đứng một trong 4 vị trí đầu tiên, trong đó khả dĩ nhất là vị trí đá play-off. Jamaica đang kém vị trí thứ 4 là 5 điểm. Sau 7 trận đấu, Jamaica có 1 trận thắng, 3 trận hòa và thua 3 trận, ghi được 5 bàn và thủng lưới 9 lần. Nhận định, soi kèo Jamaica với Mỹ. Được đá trên sân nhà nhưng Jamaica bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Mỹ. Trong 5 trận gần nhất, Jamaica có 3 trận hòa, thua 1 và thắng 1. Trận thua gần nhất là 9 trước đội tuyển Mỹ với tỷ số 0-2. Về phía đội tuyển Mỹ, họ thắng 4 thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận ngược đi, Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Jamaica, cộng với việc tinh thần lên cao nhờ chiến thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp là Mexico ở trận đấu gần đây, nên đội tuyển Mỹ tự tin lấy 3 điểm trước Jamaica. Tỷ lệ kèo Jamaica với Mỹ. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 3/4. 9 trận đối đầu Jamaica gần đây tính trên nội đấu trường, Mỹ đều xếp chiếu trên với mức chấp dao động từ -1 đến -1/1/2 theo kèo châu Á. Vì vậy, mức kèo 3/4 ở lần tái đấu sắp tới sớm cho thấy khả năng giành chiến thắng của đội cửa trên không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trên sân khách 6 trận gần đây, Mỹ để thua kèo 4 trận. Chọn Jamaica. Số tỷ lệ kèo tài xỉu, 2/1/4. 2 trận đối đầu gần đây giữa hai đội đều khép lại với chỉ tối đa 2 pha lập công. 4 trên 5 trận sân nhà vừa qua của Jamaica và 9 trên 11 trận trước đó của Mỹ kết thúc với kịch bản tương tự. Cùng mức kèo tài xỉu 2/1/4 trên sàn giao dịch châu Á, khả năng nổ tài trong 90 phút sắp tới sớm bị nghi ngờ. Chọn xỉu. Đội hình dự kiến Jamaica với Mỹ. Jamaica, Blood, Powell, Lowe, Mariappa, Lauren, Bailey, Williams, Grant, Ray, Antonio, Nicholson. Mỹ, Stephen, Izin, Richard, Zimmerman, A. Robinson, Musa, Adam, Acosta, Via, BEPI, A. Olsen. Dự đoán kết quả Jamaica với Mỹ. Dự đoán kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về Mỹ. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Đừng quên ủng hộ, đồng hành bằng cách đăng ký kênh, subscribe, thích, like, chia sẻ, share để xem và theo dõi những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.